Xin kính chào các quý vị. Vâng, trước mặt các bạn đây chính là một cặp loa Legion Arasi Aden. Vâng, một hãng loa, mọi người sẽ hỏi đây là hãng loa nào. Mọi người nhìn qua thì chắc là cũng khó phát hiện ra. Vâng, đây chính là một trong những dòng sản phẩm của dòng Tannoy Monitor. Và dòng Tannoy Monitor thì được phát triển từ những năm 70 sau khi những thành công vang dội của dòng British. Nhưng dòng này để đáp ứng cho tất cả mọi người có thể là vừa nghe nhạc, vừa ứng dụng trong công nghệ là làm nhạc. Nên dòng Tannoy đã đưa một dòng sản phẩm này ra để phục vụ cho các quý vị. Và chúng ta cùng xem dòng này thì nó có những ưu điểm gì so với cả các dòng British kia. Và tại sao nó vẫn được tái tạo lại sau gần 50 năm thì chúng ta cùng trải nghiệm. Đây, như các bạn nhìn thấy, đây là chữ Legacy. Đây chính là một cái di sản của dòng Tannoy. Và đây là mã thương hiệu Aden. Và trong dòng sản phẩm này thì nó có 3 model khác nhau. Đó là Eton, và Chevios và Garden. Eden này thì là chính là một trong cặp loa to nhất. Và nó đã thể hiện ở trên đây. Đó là Heritage. Đây là một loại cổ, và đây là trong những dòng loa đứng, và 15 inch nó tương đương bằng một bát gần 40. Nhưng thực tế dòng này thì được củ dùng một loại củ nam châm rất là quý, đó là củ HPD 385, đây là 38/5. Và đây chính là cái củ HPD. Còn như hình ảnh chúng ta nhìn đây thì cái sự hiện diện này đã thấy nói lên được một cặp loa rất là chất lượng bằng hình ảnh. Đầu tiên thì là một cặp loa rất là lớn, nó có độ rộng lên tới gần 60 cm. Nhưng mà chiều sâu ấy, hay gọi chiều nông, thì nó chỉ có tầm khoảng hơn 30 cm. Lên đây là một cặp loa rất là dễ đánh. Nhưng chúng tôi cũng chưa được trải nghiệm cặp loa này lần nào. Đây, chúng tôi cũng chỉ đang nói qua trên vấn đề hình ảnh. Còn bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn khui thùng luôn. Với tất cả những củ, những thùng loa của dòng Tannoy thì người ta đều các dùng những cái thùng cắt tông rất là chất lượng. Đó, cái sự chắc chắn này thì các bạn cũng đã thấy. Ồ, thùng này người ta đóng cẩn thận, còn hai lớp thùng cơ. Cũng là một cái điều rất là tuyệt vời khi các hãng dạo này càng chú trọng hơn đến các dòng sản phẩm của mình. Đó, với sự đóng gói rất là kỹ càng, khi có 4 cái lớp mút xốp được chống sốc kỹ càng như thế này thì khi vận chuyển, mà hãng còn khuyến cáo là không được trùng quá 2 hộp lên nhau, thì tôi nghĩ đây là một trong những sự đánh giá rất cao về cái khâu vận chuyển, cộng thêm nó có được thêm một cái lớp áo như thế này. Và bao giờ khi bóc thùng thì nó cũng sẽ có một cái mùi rất là thơm, đó là một cái mùi vân gỗ quý và cái mùi của thùng. Còn bây giờ thì tôi sẽ cùng nhân viên kỹ thuật sẽ đưa cặp loa này ra ngoài và chúng ta lại cùng trải nghiệm tiếp. Vâng, sau khi các bạn đã bóc thùng ra thì các bạn hãy để nguyên cặp loa này ở trên 4 cái chân trụ của nó, vì đây là những cặp xốp rất là tốt và chất lượng. Và bây giờ tôi rất là hồi hộp và cùng các bạn trải nghiệm xem cặp loa này như thế nào. Thật danh bất hư truyền, hãng Tannoy này cũng lúc nào cũng luôn luôn đặt các yếu tố về chất lượng cho khách hàng và các dòng sản phẩm. Đây chính là những cục mút, nhưng mà tại sao lại nhiều lỗ thế này, nhiều mút thế này. Chắc là mút này để là mút để giữ hơi. Nếu như các bạn không muốn có lỗ thoát hơi nhiều thì các bạn có thể dùng mút đấy. Và trên này thì nó có một phụ kiện. Và đây thì nó có của dòng luôn là dòng Aden. Và chúng ta cùng xem trong này có cái gì. Ồ, trong này nó sẽ được trang bị một hộp xi các bạn ạ. Vì nó là đồ gỗ thật nên chất lượng bao giờ là cũng tốt. Sau thời gian dùng nó sẽ bị xuống màu, thì người ta sẽ dùng cho các bạn hộp xi. Một điều rất tuyệt vời để dành cho các bạn là tôi đã nhìn ra rồi. Với cái cặp jumper này là chỉ được dùng cho các hệ thống loa cao cấp của hãng. Đó chính là dòng Kensington. Thì hôm nay tôi đã nhìn thấy nó nằm ở trong dòng sản phẩm Legacy Aden này. Đây là một điều nâng cấp rõ rệt của hãng Tannoy để dành cho các quý vị khi chơi dòng sản phẩm này. Vì cặp jumper này trông thì nó rất là nhỏ gọn, đứng ở đằng sau cặp loa, nhưng mà nó lại bị ảnh hưởng rất nhiều tới cái đường dẫn âm và cái chất lượng âm thanh. Thật tuyệt vời.
khi hàng tan noi đã đưa vào dòng này. Và chúng ta còn xem tiếp còn cái gì nữa không. Ồ, dưới này thì thêm cả một hệ thống, dưới này là các bộ chân các bạn ạ. Nếu các bạn nhà có điều kiện thì các bạn dùng các chân côn này thì chất lượng nó giải trầm nó sẽ tốt hơn, nhưng mà nó lại không có cái chén hứng. Tôi chưa nhìn thấy cái chén hứng ở đâu cả. Còn bên này thì là loại dùng sang cái chân này để mình bắt vào các cái sàn gỗ thì là nó an toàn hơn, nhưng mà cái tính trầm của nó thì là lại không được hoàn hảo như là những gì mình mong muốn. Thì thôi, các bạn cũng tùy theo các kỹ thuật của mỗi một shop có thể set up cho các bạn được, nhưng mà tôi đã thấy cái sự hơn là được cái cặp jumper này là tôi rất là thích rồi, là để có một cái trải nghiệm thật. Bây giờ chúng ta cùng quay lại về vấn đề cặp loa. Tôi đang để ngược cặp loa này nhé các bạn nhé. Và chúng ta cứ khám phá dần. Vâng, với cặp loa này thì cả đây là cả một cái mặt gỗ đằng sau, nhưng mà đã được dán rất cẩn thận và không thấy có một cái vết nào của đường ốc. Tức là người ta không hiểu cái này người ta sẽ kết nối thế nào. Còn đây là cả cái bảng cọc loa đằng sau, thì trong này nó có 5 cọc. Nó có 2 cọc đỏ và 2 cọc đen. Và đây một cọc này là thì là cái cọc để xả về điện âm, tức là nó là để gọi tiếp mát. Và trên này sẽ chỉ có một mã thương hiệu là Eden, và được làm toàn bộ ở trên cái một lớp mica đen bóng hoặc là cái kính cường lực, và được bắt bằng 4 con vít chất lượng rất là cao. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin quay về phía mặt đằng trước và tháo cái này ra để lật lại, và chúng ta cùng khám phá tiếp về cái mặt đằng trước của chiếc loa này. Vâng, với vân vỏ gỗ thật này thì tôi thấy rất là đẹp. Khi các bạn sờ đây, các bạn sẽ có một sự cảm nhận giữa da tiếp xúc cả cái mặt gỗ này, nó mịn, nó bóng và nó có một cái độ mát. Và với màu vân gỗ này thì tôi nghĩ đây là đang là một cái màu vân gỗ rất là hot trên thị trường. Nó gần giống như màu gỗ ốc chó nhưng mà nó nhạt hơn một chút. Nhưng mà nó được làm bằng hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, đã nói lên cái giá trị của cặp loa. Còn bây giờ cái khám phá tiếp theo của tôi chính là về cái vấn đề căng và các cái hệ thống này. Vâng, với một bát 38/5 thì như các bạn đã nhìn thấy đây, thì đây hoàn toàn là một cái bát bằng bằng giấy, và nó làm một cấu trúc giống như dòng Canterbury và được làm gân bằng xốp, thì cái đó chúng ta sẽ tìm hiểu. Nhưng mà dựa trên nền tảng của loa đồng trục, và nó có một cái loa của phần tweeter bên trong 3,8 cm ở lõi đồng trục. Đây là một cái mã thương hiệu riêng và độc quyền của hãng, đã nói lên một cái chất lượng âm thanh chắc là hoàn hảo, hay. Nhưng đánh với âm ly nào và chơi như thế nào thì lại là một cái yếu tố chúng ta cần phải tìm và bàn và hướng tới một phong cách chơi riêng của dòng tan nòi kết hợp với cùng cái gì. Còn phía dưới này tôi tiếp tục tháo xem hai cái căng này nó có ứng dụng gì. Vâng, cái căng thứ hai đó là cái căng tre của cái mạch Neville, tức là đây là chính là các cái hệ thống để mình có thể chỉnh loa chép hoặc loa mid bass lên, và mình có thể là đủn lên, nó giống như một hệ thống EQ của dòng trong âm ly, và nó được làm bằng một cái lớp vàng được bọc. Nhưng mà nó nhạt hơn so với cả dòng GR một chút. Nhưng mà nhìn trông rất là sang đẹp, vì nó dựa trên cái nền tảng là nó là màu nhám đen của cái mặt này. Và còn đây thì là các cái vấu để bắt cái e-căng. Còn phần dưới cuối cùng, cái sự khám phá này nó phải từ từ thì nó mới thấy thú vị các bạn ạ. Vâng, ở dưới này thì nó sẽ có 3 cái lỗ thoát hơi, trông tương đối là lớn một chút. Nhưng mà tôi nghĩ với cặp loa với thể tích thùng thế này thì chắc người ta cũng đã có sự tính toán cân chỉnh, và hãng cũng đã đưa ra một cái lỗ thoát hơi như này để có đạt được một cái độ nhạy cao, để dùng với những âm ly công suất nhỏ, chất lượng hay là hoàn hảo. Thì tôi thấy cặp loa này sẽ được đánh giá vào trong cái phân khúc mà hãng đưa ra, thì đây là sẽ là một ngôi sao sáng trong bầu trời audio mà để dành cho các audiophile thích nghe những chất âm mộc mạc hay. Còn bây giờ tôi sẽ xin dừng YouTube tại đây, và tôi mời các bạn cùng tôi lên phòng test lab của Thiên Hà, và chúng ta cùng thử sức và cùng nghe thử dòng Eden này của hãng Tannoy này như thế nào.